Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình với những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị cho SEA Games 31. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra thực địa và làm việc với các đơn vị liên quan về khu công nghiệp Mai Sơn. Chi bộ Ban dân vận Tỉnh ủy trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng tại cơ sở. Công an huyện Yên Châu bắt giữ 4 đối tượng thu lượng lớn ma túy các loại. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 18 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm các vận động viên, huấn luyện viên, nghệ sĩ, diễn viên và kiểm tra các công trình, công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 SEA Games 31. Thủ tướng nhấn mạnh việc đăng cai tổ chức SEA Games là vinh dự, trách nhiệm, song cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam. Do đó phải nỗ lực để tổ chức SEA Games 31 là SEA Games của đoàn kết, thống nhất, ấn tượng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Thăm các vận động viên, huấn luyện viên đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần tập luyện và mong các vận động viên, huấn luyện viên tiếp tục nỗ lực hết mình, sẵn sàng thi đấu đạt thành tích cao nhất vì màu cờ sắc áo, song không vì áp lực huy chương. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, các bộ ngành liên quan tiếp tục khắc phục khó khăn, tạo điều kiện chăm lo thật tốt để các vận động viên, huấn luyện viên có tinh thần và thể lực tốt nhất tham gia SEA Games. Thăm cung thi đấu điển kinh trong nhà Mỹ Đình, kiểm tra, động viên nghệ sĩ, diễn viên đang tập luyện, chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 31. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ngày khai mạc đã đến gần, áp lực về thời gian là rất lớn. Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các nghệ sĩ, diễn viên. Mong các nghệ sĩ và diễn viên cùng các lực lượng phục vụ SEA Games 31 có nhiều sức khỏe, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình. Để chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc SEA Games 31 thực sự ấn tượng, đặc sắc, thể hiện ý chí, trí tuệ và sự khéo léo của con người Việt Nam, bản sắc văn hóa, nền nghệ thuật của Việt Nam. Kiểm tra sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là nơi diễn ra nhiều hoạt động của SEA Games 31, đặc biệt là lễ khai mạc và lễ bế mạc. Mỗi hoạt động đều cần được chuẩn bị hạ tầng cơ sở, điều kiện hoạt động khác nhau. Do đó các bộ ngành, đơn vị liên quan phải sắp xếp hợp lý để đảm bảo các hoạt động không ảnh hưởng lẫn nhau. Làm việc với các bộ ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, Thủ tướng đề nghị cần thúc đẩy việc triển khai các phần việc, rút ngắn công tác chuẩn bị, rà soát lại công việc, công trình, kịp thời phát hiện, xử lý ngay những vấn đề nảy sinh và chưa hoàn thiện, tăng cường phối hợp, kết nối các bộ phận, các phần việc đảm bảo trơn tru, hiệu quả. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc đăng cai tổ chức SEA Games là vinh dự, trách nhiệm, song cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Do đó phải nỗ lực để tổ chức SEA Games 31 thực sự là SEA Games của đoàn kết, thống nhất, ấn tượng, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Chiều ngày 18 tháng 4, tại phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo luật thanh tra sửa đổi. Dự thảo luật sửa đổi lần này đề cao vai trò và làm rõ hơn trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tổ chức, chỉ đạo hoạt động thanh tra, xử lý kết luận, kiến nghị thanh tra, nâng cao việc chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi và quyết định của mình. Dự thảo luật giữ nguyên hệ thống tổ chức gồm thanh tra chính phủ, thanh tra tỉnh, thanh tra huyện. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị không tổ chức cơ quan thanh tra cấp huyện do ở cấp huyện không có nhiều nhu cầu thanh tra, biên chế rất ít nên không phát huy được hiệu quả. Từ chỗ nhận thấy rõ thực trạng, hoạt động thanh tra kiểm tra của các ngành dày đặc, gây bức xúc cho đối tượng thanh tra kiểm tra, Chính phủ đã chỉ đạo đưa vào dự thảo luật nhiều quy định nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, giữa hoạt động thanh tra với kiểm tra, kiểm toán. Các đại biểu cơ bản tán thành với các quy định của dự thảo luật, đồng thời đề nghị bổ sung quy định rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương, các cơ quan có thẩm quyền thanh tra kiểm tra, kiểm toán trong việc xây dựng, định hướng, kế hoạch thanh tra nhằm lược bỏ ngay từ đầu những nội dung có nguy cơ dẫn đến chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến kiểm tra thực địa và làm việc với các đơn vị liên quan về khu công nghiệp Mai Sơn. Cùng đi có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và huyện Mai Sơn.
Khu công nghiệp Mai Sơn là một trong 150 khu công nghiệp Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2006 với tổng diện tích 150 ha, phân kỳ đầu tư thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 quy mô 63,7 ha, giai đoạn 2 quy mô 86,3 ha. Đến nay đã cấp giấy chứng nhận cho 9 doanh nghiệp đầu tư giai đoạn 1 với diện tích 33,8 ha, có 5 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Lũy kế tổng giá trị sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 đạt 1.587 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu đạt 37,12 triệu đô la Mỹ, nộp ngân sách nhà nước 18,505 tỷ đồng, tạo việc làm cho 231 lao động tại địa phương. Về công tác giải phóng mặt bằng, Ủy ban Nhân dân huyện Mai Sơn đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư 4 đợt cho 56 hộ và một tổ chức, chi trả tiền và bàn giao 45,78 trên 63,7 ha. Diện tích còn lại chưa giải phóng được mặt bằng là 17,92 ha. Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã thảo luận về tiến độ thực hiện, những khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và tình hình đầu tư xây dựng sản xuất kinh doanh khu công nghiệp Mai Sơn giai đoạn 1. Chiều ngày 18 tháng 4, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, tỉnh ủy Sơn La trao các quyết định Phó Bí thư Đảng ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La quyết định chuẩn y chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đối với đồng chí Thượng tá Nguyễn Đình Huân, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, và chức danh Ủy viên Ban Thường vụ đối với đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Long đề nghị đồng chí Nguyễn Đình Huân và đồng chí Nguyễn Văn Hưng tiếp tục phát huy trí tuệ, tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và đảng ủy, bộ tư lệnh bộ đội biên phòng, lãnh đạo chỉ đạo đối với bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, chỉ huy đơn vị xây dựng vững mạnh toàn diện, luôn nêu cao dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong ban thường vụ đảng ủy, lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị tham gia các chương trình an sinh xã hội, giúp đỡ đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới và nâng cao tình đoàn kết quân dân. Vừa qua, chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy sinh hoạt chi bộ tại cơ sở và trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng đảng giữa Đảng ủy xã Bắc Ngà với chi bộ bản Nà Sai, xã Bắc Ngà, huyện Bắc Yên. Tại buổi sinh hoạt này, đồng chí Lương Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện ủy Bắc Yên trực tiếp sinh hoạt chi bộ với các đảng viên tại cơ sở. Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy có 17 đảng viên. Hàng năm, chi bộ ban hành nghị quyết, lãnh đạo nhiệm vụ công tác, các chương trình kế hoạch chuyên đề, kế hoạch thực hiện chỉ thị số 11 của tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2021-2025, kế hoạch triển khai phong trào thi đua năm 2022, thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, tích cực đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng và tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề mỗi quý một lần, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Đối với Đảng ủy xã Bắc Ngà có 14 chi bộ trực thuộc, trong đó có 9 chi bộ bản, 4 chi bộ sự nghiệp, 1 chi bộ công an với 286 đảng viên. Trong những năm qua và 4 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chú trọng công tác xây dựng đảng, củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Tại hội nghị, hai chi bộ đã trao đổi kinh nghiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Đảng viên của chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy qua cái thực tiễn này thì sẽ rút được cái kinh nghiệm từ thực tiễn để nâng cao hơn nữa cái chất lượng tham mưu đề xuất với Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ chính trị được giao của Ban Dân vận Tỉnh ủy. Là chi bộ ở cơ sở, việc tham gia nắm chắc các quy trình quy định trong điều lệ đảng, các nội dung sinh hoạt để đi vào nền nếp và từng bước được đổi mới theo chuyên đề, giải quyết một số khó khăn vướng mắc nổi cộm tại địa phương. Thời gian tới chúng ta sẽ vận dụng tất cả những gì học hỏi được những qua những buổi sinh hoạt để đưa vào thực tiễn để giúp cơ sở từng bước đưa bản và chi bộ trong ngày trong sạch vững mạnh. Đợt sinh hoạt giữa hai chi bộ và trao đổi kinh nghiệm đã giúp các đảng viên trong hai chi bộ nắm bắt và tiếp thu ý kiến để tham mưu cho chi bộ xem xét giải quyết những khó khăn của nhân dân được kịp thời. Về cái trao đổi kinh nghiệm là hai bí thư chi bộ hôm nay qua buổi triển khai, đảng viên bản Nà Xài chúng tôi sẽ sau này sẽ tiếp thu các chương trình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh ở bản. Qua đợt sinh hoạt này sẽ giúp hai chi bộ cũng như các đảng viên nắm bắt tâm tư nguyện vọng và các ý kiến để tham mưu đóng góp cho chi bộ,
từ đó góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu, phát huy vai trò lãnh đạo ở cơ sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Tổng cục Du lịch, Ban Quản lý Dự án GRID Sơn La tổ chức hội thảo tham vấn điều chỉnh quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và Quỹ phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Sơn La lần 2. Tại hội thảo, các vấn đề chính thức được đưa ra để lấy ý kiến tham vấn về điều chỉnh quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và Quỹ phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Sơn La lần 2. Trong đó tập trung vào các nội dung đó là quan điểm và mục tiêu phát triển du lịch Sơn La, những xu hướng và yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch tỉnh trong tương lai, dự báo các chỉ tiêu phát triển du lịch chủ yếu, định hướng phát triển không gian du lịch, sản phẩm du lịch, thị trường khách du lịch, nguồn nhân lực, các giải pháp về vốn đầu tư phát triển du lịch, công tác xúc tiến quảng bá du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, xã hội hóa du lịch và phát triển du lịch cộng đồng, bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch. Đồng thời, tập trung thảo luận về quỹ hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng và lồng ghép về bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ trong quy hoạch du lịch và phát triển du lịch cộng đồng tại Sơn La. Trên cơ sở các ý kiến tham vấn về điều chỉnh bổ sung đó sẽ giúp cơ quan chức năng tổng hợp hoàn thiện cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc lập quy hoạch cụ thể và đầu tư các dự án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Chiều ngày 18 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Yên tổ chức họp tổ công tác chỉ đạo triển khai kế hoạch áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn huyện. Hiện nay, huyện Phú Yên có tổng số 181 tổ chức doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh cần thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử. Thời gian tới, tổ công tác chỉ đạo áp dụng hóa đơn điện tử sẽ tập trung cao cho việc tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử, các nội dung mới về hóa đơn điện tử theo quy định của luật quản lý thuế, cũng như các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Tài chính để các tổ chức cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn huyện biết và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định, xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử. Huyện Phú Yên phấn đấu đến hết ngày 30 tháng 4 hoàn thành trên 80% và đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2021 hoàn thành 100% việc chuyển đổi hóa đơn theo quy định. Sáng ngày 18 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố đã họp triển khai kế hoạch tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng thành phố Sơn La năm 2022. Hội diễn nghệ thuật quần chúng thành phố Sơn La năm 2022 là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh, động viên nhân dân các dân tộc trên địa bàn tăng cường sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc, phát huy truyền thống cách mạng, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Thông qua hội diễn này, thành phố sẽ đánh giá chất lượng phong trào nghệ thuật quần chúng, từ đó đưa ra định hướng giải pháp tiếp tục xây dựng, duy trì và phát triển phong trào văn nghệ quần chúng cơ sở được phát triển toàn diện và bền vững hơn. Dự kiến, hội diễn nghệ thuật quần chúng thành phố Sơn La năm 2022 sẽ khai mạc vào ngày 27 tháng 4 tới. Tối ngày 18 tháng 4, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Sơn La đã phối hợp với Hội Người mù, đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật Khát vọng tỏa sáng kỷ niệm 42 năm ngày thành lập Ủy ban Quốc tế những người tàn tật, ngày bảo vệ chăm sóc người khuyết tật 18 tháng 4 năm 1980, 18 tháng 4 năm 2022. Chương trình với sự tham gia của hơn 40 diễn viên, cộng tác viên thuộc Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh, Hội Người mù tỉnh Sơn La và lực lượng đoàn viên thanh niên trực thuộc đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Với 10 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc được dàn dựng kỹ lưỡng công phu đã thể hiện khát vọng, nghị lực vươn lên của những người kém may mắn. Những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương Sơn La đổi mới đã thể hiện niềm tin, khát vọng với cuộc sống mới. Đây là dịp để người khuyết tật, diễn viên không chuyên gặp gỡ, trao đổi, cống hiến tài năng sáng tạo, phục vụ nhân dân, chung tay xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Chiều ngày 18 tháng 4, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi huyện Phú Yên đã tổ chức trao 20 xe lăn cho 20 người khuyết tật trên địa bàn huyện. Số xe lăn trên là do các đơn vị Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam, Tổ chức Sứ mạng Xe lăn Hoa Kỳ, Tổ chức Trả lại tuổi thơ, Tổ chức Hỗ trợ Nhân đạo cho Trẻ em Việt Nam, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Sơn La tài trợ. Qua rà soát thống kê trên địa bàn huyện Phú Yên có trên 1.200 người khuyết tật và hơn 320 trẻ mồ côi. Trong quý 1 năm 2022, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi huyện đã trích quỹ hội tặng 100 suất quà với tổng số tiền 30 triệu đồng cho các đối tượng người khuyết tật và trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nhân dịp này, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi huyện đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các đối tượng người khuyết tật được nhận xe lăn. Hội khuyến học huyện trao một suất học bổng cho một em học sinh khuyết tật phấn đấu vươn lên trong học tập.
Sáng ngày 18 tháng 4, Hội Khuyến học huyện Bắc Yên tổ chức khai mạc lớp tập huấn công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập năm 2022. Trong thời gian 3 ngày từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 4, 70 học viên tham gia lớp tập huấn được tiếp nhận nội dung 4 chuyên đề về quan điểm đường lối chính sách của Đảng và Chính phủ về khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập, các mô hình học tập, cách đánh giá, xếp loại, gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, bản tiểu khu học tập. Tập huấn xây dựng các gia đình học tập, cách đánh giá xếp loại đơn vị học tập, trường học, các cơ quan đơn vị, cộng đồng học tập, các xã. Nghiệp vụ cụ thể của cán bộ khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập ở cơ sở, hướng dẫn một số biểu mẫu, thống kê, báo cáo dùng cho chi hội, ban khuyến học, hội khuyến học xã thị trấn, một số văn bản pháp quy về khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập. Ngày 18 tháng 4, Công an tỉnh Sơn La tổ chức khai giảng lớp huấn luyện cho Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu năm 2022. Trong thời gian 40 ngày, 111 học viên là cán bộ tham gia giữ chức vụ lãnh đạo chỉ huy Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Sơn La sẽ được quán triệt các văn bản có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân. Một số động tác kỹ thuật chiến đấu cơ bản, bắn súng quân dụng, huấn luyện chuyên sâu, võ thuật công an nhân dân, chiến thuật chiến đấu, huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, rèn luyện thể lực. Lớp huấn luyện nhằm huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Sơn La có ý thức kỷ luật, bản lĩnh chiến đấu, kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến thuật chiến đấu của lực lượng vũ trang, tập trung, vận dụng linh hoạt trong công tác và chiến đấu. Ngày 18 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Các đối tượng bị bắt là Sùng A Sáy, sinh năm 2003, Lò Văn Tuấn, sinh năm 2000, Sồng A Phổng, sinh năm 1999 và Quảng Văn Phát, sinh năm 2000, cùng trú tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La. Tang vật thu giữ gồm một bánh heroin có trọng lượng 392,68 gram, 1 kg ma túy đá, 6.334 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 590,65 gram, 2 xe máy cùng một số vật chứng liên quan khác. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng tại khu vực biên giới để mang đi tiêu thụ. Đang trên đường đi thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Thời tiết toàn tỉnh Sơn La do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên đêm 18 tháng 4, tỉnh Sơn La có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 10-20mm trên 24 giờ, có nơi trên 20mm trên 24 giờ. Từ ngày 19 tháng 4 giảm mưa. Cảnh báo từ khoảng ngày 23 tháng 4, ở tỉnh Sơn La có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng trên diện rộng. Thời tiết các nơi trong tỉnh, thành phố Sơn La nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, trời lạnh, ngày nắng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ 17-26 độ. Huyện Thuận Châu nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, trời lạnh, ngày nắng, gió đông nam cấp 1, cấp 2, nhiệt độ 18-26 độ. Huyện Quỳnh Nhai nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, trời lạnh, ngày nắng, gió đông đông nam cấp 1, cấp 2, nhiệt độ 18-26 độ. Huyện Mường La nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, trời lạnh, ngày nắng, gió nam cấp 1, cấp 2, nhiệt độ 19-30 độ. Huyện Mai Sơn nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, trời lạnh, ngày nắng, gió đông đông nam cấp 3, nhiệt độ 17-26 độ. Huyện Sông Mã nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, trời lạnh, ngày nắng, gió đông đông nam cấp 1, cấp 2, nhiệt độ 19-29 độ. Huyện Sốp Cộp nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, trời lạnh, ngày nắng, gió đông cấp 1, cấp 2, nhiệt độ 19-29 độ. Huyện Bắc Yên nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, trời lạnh, ngày nắng, gió đông đông nam cấp 1, cấp 2, nhiệt độ 17-25 độ. Huyện Phú Yên nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, trời lạnh, ngày nắng, gió đông đông bắc cấp 1, cấp 2, nhiệt độ 18-26 độ. Huyện Yên Châu nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, trời lạnh, ngày nắng, gió đông cấp 1, cấp 2, nhiệt độ 18-29 độ. Huyện Mộc Châu nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, trời rét, ngày giảm mây, trời hửng nắng, gió bắc đông bắc cấp 1, cấp 2, nhiệt độ 15-23 độ. Huyện Vân Hồ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, trời rét, ngày giảm mây, trời hửng nắng, gió bắc đông bắc cấp 1, cấp 2, nhiệt độ 15-23 độ.